Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Và hôm nay Huy sẽ cập nhật cho các anh chị những cái sản phẩm vừa mới về tại công ty Toyota Hiro Sông Ba Tân Cảng, và những cái sản phẩm mà bên Huy đã làm đẹp, làm marukuri rồi. Anh chị nào đang tìm kiếm sản phẩm nào thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị. Và hiện tại thì bên Huy đang có chương trình thu xe cũ đổi xe mới, cũng như là thu xe cũ của anh chị qua sử dụng và đổi xe mới, xe đã qua sử dụng ở bên Huy với ưu đãi cực kỳ tốt. Anh chị có nhu cầu thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị. Và Huy mời các anh chị cùng Huy mình xem chi tiết về những cái sản phẩm đang có tại công ty Toyota Hiro Sông Ba Tân Cảng ạ. Toyota Innova số sàn 2019 biển thành phố nha các anh chị, màu đồng ánh kim. Xe được chủ xe đi giữ khá là kỹ, mới đi được có 28.000 cây số thôi các anh chị. Một chiếc xe sử dụng cho gia đình, màu đồng ánh kim nha. Anh chị nào đang có nhu cầu một chiếc xe chạy cho gia đình thì anh chị lấy sản phẩm này về, mình sẽ tiết kiệm được khá là nhiều chi phí. 28.000, có trang bị DVD, camera gear, lót sàn đầy đủ các anh chị. Và hiện tại thì sản phẩm này đang được bên Huy chào bán với giá là 612 triệu cho các anh chị nha. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị. Toyota Innova số tự động phiên bản 2.0G nha các anh chị. Xe này được chủ xe bảo trì bảo dưỡng rất là đầy đủ tại hãng luôn các anh chị. Cứ mỗi 5.000 cây số là chủ xe đưa xe đi bảo dưỡng. Xe này hiện tại cây số của xe là 125.000 cây số và lịch sử bảo trì hãng không thiếu lần nào. Cứ mỗi 5.000 cây số là chủ xe đưa đi bảo dưỡng, cho nên anh chị yên tâm về chất lượng của sản phẩm nha. Cam kết về cây số và động cơ hộp số thì anh chị yên tâm, xe này bảo dưỡng rất là kỹ tại hãng luôn. Và hiện tại thì sản phẩm này bên Huy đang chào bán với mức giá là chỉ có 390 triệu thôi các anh chị. Đó, xe số tự động Odo chuẩn nha các anh chị, lịch sử đầy đủ rõ ràng. Đó, anh chị nhìn cái mặt đồng hồ tắp lô là anh chị biết. Số tự động gia đình sử dụng, 8 chỗ, rộng rãi thoải mái. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ Huy sẽ tư vấn rõ hơn cho anh chị về giá cũng như là về thủ tục để sử dụng sản phẩm này. Kia Morning số tự động được sản xuất vào năm 2019, với mới đi được có 29.000 cây số thôi các anh chị. Màu đỏ rất là đẹp. Số tự động nhỏ nhắn xinh xắn, gia đình sử dụng khá là ok. Hiện tại thì sản phẩm này bên Huy đang chào bán với giá là 305 triệu biển số thành phố nha các anh chị. Thì Huy thông tin về biển số cho anh chị mình nắm luôn. Xe này có biển số 51H06990. Rồi, xe đã được trang bị ghế da dán phim đầy đủ. Anh chị nào cần tư vấn rõ hơn thì vui lòng liên hệ, Huy sẽ tư vấn cho anh chị nha. 305 triệu. Toyota Yaris 2015 nha các anh chị. Xe này Huy thông tin cho các anh chị mình nắm, được mua tại TT Samco vào tháng 10 năm 2015. Xe này màu trắng, đi được 56.000 cây số. Xe này khách hàng là công ty đứng tên nha, cho nên là có thể xuất hóa đơn cho các anh chị được luôn. Biển số thành phố 51F34749. Hiện tại thì xe này bên Huy đang chào bán với giá là 455 triệu. Đây, mình sẽ xem qua về sản phẩm. Dán phim che mưa đầy đủ các anh chị. Bên Huy mới vừa lái về luôn các anh chị. Toyota Yaris, một chiếc xe hatchback, DVD, rồi công tắc, ra vào cửa là bằng lóc cửa. Này, ghế da. Xe màu trắng rất là đẹp nha các anh chị. Hiện tại thì xe này bên Huy mới vừa lái về, sẽ tiến hành làm marukuri, làm đẹp. Anh chị nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ, Huy sẽ tư vấn rõ hơn về thủ tục để sở hữu chiếc xe Toyota Yaris 2015 này nha các anh chị.
Ai có nút bấm ra vào cửa thông minh luôn này. Đây anh chị, Fortuner nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia 2017. Xe này hiện tại cây số là 90.000 cây số. Và sản phẩm này biển số thành phố, cho nên anh chị nào có hộ khẩu thành phố thì sẽ tiết kiệm được 20 triệu phần phí biển số. Xe được trang bị ghế da, dán phim, rồi DVD camera da đầy đủ. Hiện tại thì sản phẩm này bên Huy đang chào bán với giá là 775 triệu. Các anh chị nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị nha. Đây là những sản phẩm mà bên Huy đã làm Marukuri xong rồi, thì Huy sẽ cập nhật nhanh cho anh chị để mình nắm. Đây là chiếc xe Fortuner máy xăng một cầu được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia 2017 nha các anh chị. Xe được trang bị cũng khá là đầy đủ, DVD, camera da, dán phim rồi đầy đủ. Đây mình xem qua biển số của xe là 51F47498 nha. Thì mình thông tin cho anh chị để mình nắm về sản phẩm. Chủ xe mua xe tại Toyota An Sương. Chủ xe là ở Gò Vấp. Đó, xe này đi được 47.000 cây số, chỉ 47.000 cây số thôi. Hiện tại bên Huy đang chào bán sản phẩm này với giá là 865 triệu các anh chị, 865 triệu. Fortuner máy xăng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái, có bọc trần 3D đầy đủ hết các anh chị nha. Và đây là chiếc xe Fortuner máy dầu 2 cầu phiên bản 2.8. Thì bản này bên Huy đã có khách đặt lái rồi. Và đây là chiếc xe Fortuner máy xăng 2018. Xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Thì Huy thông tin cho anh chị để mình nắm về sản phẩm này. Chủ xe mua xe tại Toyota An Thành vào tháng 1 năm 2019 các anh chị. Đó, xe này sản xuất vào năm 2018, mua vào năm 2019. Mới đi được có 25.000 cây số thôi. Khách hàng là cá nhân ở Tân Phú, biển số là 51G87201 nha các chị. Đây mình xem xe ghế chỉnh điện này, đó, rồi có lại chỉ số trên vô lăng, DVD, Việt Map, bọc trần 3D đầy đủ, số tự động 6 cấp, hệ thống điều hòa tự động nha các chị. Nó có màn hình gối đầu phía sau luôn. Đây. Rồi tiếp theo Innova số tự động. Sản phẩm này được sản xuất vào cuối năm 2016. Thì Huy thông tin cho các chị nắm luôn. Xe này được mua vào cuối năm 2016, là tháng 10 năm 2016. Khách hàng ở quận 5, cá nhân đứng tên, biển số là 51F94329. Mua ở công ty Toyota Hiroshima Thăng Cảm bên Huy và bảo dưỡng cũng khá là đều. Và hiện tại thì sản phẩm này bên Huy đang chào bán với giá là 545 triệu các anh chị. 545 triệu nha. Đó, ghế da, hộp số tự động 6 cấp. Hộp số mới, động cơ mới, giá là 545 triệu. Và đây là chiếc xe Fortuner máy dầu số sàn 2020 luôn các chị. Sản phẩm này đi được 55.000 số, màu trắng biển tỉnh nha. Xe này để Huy cùng với các anh chị mình xem, có che mưa, dán phim, nẹp chân kính. Đây, 55.000 cây số với giá hiện tại là 915 triệu các anh chị. Bọc trần 3D, ghế màu nâu. Và đây là chiếc xe Toyota Innova Venturer 2020, 790 triệu. Xe này mới đi được 10.000 số thôi. Và hiện tại thì bên Huy đã có khách đặt mua chiếc xe này rồi. Và đây là chiếc xe Fortuner máy dầu nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe này được sản xuất vào năm 2019, đi được 64.000 cây số và sản phẩm đang được bên Huy chào bán với giá là 885 triệu nha các chị. 2019, 885 triệu.
mình đi xem qua về sản phẩm. Ghế da trần 63.000 cây số, màn hình DVD Android. Ok, sơ bộ cho anh chị nắm về sản phẩm này. Hiện tại sản phẩm này biển số là ở thành phố, khách hàng cá nhân đứng tên ở Thủ Đức, 51G94862 nha các anh chị. Và tiếp theo đây là chiếc xe Toyota Innova số tự động 2018. Xe này được sản xuất vào năm 2015, đi được 122.000 cây số. 2018, Huy thông tin cho anh chị để mình nắm về cái sản phẩm này. Sản phẩm này được chủ xe mua xe tại Toyota An Thành vào tháng 3 năm 2015. Khách hàng là quận 1 và đây là một chiếc xe công ty đứng tên, cho nên là các anh chị nào có hộ khẩu ở thành phố hoặc là thì sẽ tiết kiệm được 20 triệu phần phí biển số. Và về công ty, nếu như mà khách hàng nào có đứng tên công ty thì có thể xuất hóa đơn được luôn nha các anh chị. 485 triệu, và hiện tại thì sản phẩm này bên Huy giảm giá cho khách 10 triệu còn 475 triệu thôi nha các anh chị. Toyota Vios 6.000 cây số, màu nâu vàng. Xe này được sản xuất vào năm 2020, đi được 6.000 cây số thôi, cho nên là mọi thứ còn rất là mới. Và hiện tại thì sản phẩm này bên Huy đang chào bán với giá là 520 triệu, biển số là ở Đồng Nai các anh chị. Ghế da, bản này là bản G, bản cao cấp nhất của dòng Vios. Đó, khá là ok các anh chị. Và chiếc xe Vios này thì bên Huy đã có khách đặt rồi, 2020 luôn. Và đây là chiếc xe Mazda 2. Mazda 2 đi được 19.000 cây số. Xe này Mazda 2 2018. Và hiện tại thì bên Huy cũng đang giảm giá cho sản phẩm này, Huy nhớ là 440 triệu các anh chị. Tiếp theo đây là chiếc xe Camry 2.5W. Thì đối với bản 2.5W thì anh chị biết đây là bản cao cấp nhất của dòng Camry, được sản xuất vào năm 2015. Thì Huy thông tin cho anh chị để mình nắm về cái sản phẩm này luôn. Thì sản phẩm này khách hàng mua xe và bảo dưỡng tại hãng rất là kỹ luôn. Đó, cho nên là về chắc xe thì anh chị hoàn toàn yên tâm. Odo chuẩn 39.000 cây số, có thông tin lịch sử rõ ràng, màu nâu vàng. Huy cũng có clip riêng về cái xe này, anh chị có thể xem dưới đường link ở đường mô tả. Đó, rộng rãi, một chiếc xe phân khúc hạng D, có ghế chỉnh điện nè, rồi lại chỉ số trên vô lăng, hộp số tự động 6 cấp, hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập, gương là gập điện tự động, rồi công tắc lên xuống kính ha. Đó, auto tự động chống kẹt ở tất cả các cửa luôn, ghế và gương cũng như là vô lăng thì có nhớ vị trí ghế. Thì sản phẩm này hiện tại bên Huy đang chào bán với giá là 820 triệu nha các chị nha. Anh chị nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với Huy để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị. Fortuner máy xăng 2019 thì sản phẩm này đi được 61.000 cây số và giá bán là 965 triệu. Huy thông tin sơ cho anh chị để anh chị nắm luôn. Xe này thì được chủ xe mua tại Toyota Bến Thành vào tháng 11 năm 2019. Xe cá nhân đứng tên, chủ xe ở Thủ Đức, biển số là 51H46977. Mình xem qua về sản phẩm. Máy xăng, số tự động, một cầu, ghế chỉnh điện, hộp số tự động 6 cấp, có chế độ Eco Power, rồi vô lăng thì có lãi chỉ số trên vô lăng đầy đủ các anh chị. Thì sản phẩm này hiện tại thì bên Huy đang chào bán với giá là 965 triệu, còn bất lọc cho anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị. Biển số thành phố sẽ tiết kiệm được 20 triệu phần phí biển số đối với anh chị nào hộ khẩu thành phố. Và bên cạnh đây là chiếc xe Fortuner máy dầu
Fortuner máy dầu. Sản phẩm này thì được sản xuất vào năm 2019 2019 các anh chị. Mình xem qua về sản phẩm. Chủ xe mua xe tại Toyota An Thành. Toyota An Thành vào tháng 8 năm 2019 thì xe này đi được 51.000 cây số. 890 triệu là giá của chiếc xe. Thì anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị nha. Còn xe thì DVD rồi cắp radio, dán phim, lót sàn đầy đủ hết các anh chị. Màu trắng. Thì anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị về giá cũng như là về thủ tục để sở hữu sản phẩm này. Và đây là một số những cái sản phẩm mà bên Huy đã làm Marukuri xong. Anh chị nào có nhu cầu sản phẩm nào thì liên hệ. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình. Huy sẽ dành thời gian cập nhật liên tục những cái sản phẩm mới nhất vừa về tại công ty bên Huy cho anh chị xem. Và bên Huy thì luôn cam kết xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước, động cơ và hộp số còn nguyên bản, chưa từng tháo rải đầy tu. Anh chị hoàn toàn yên tâm về chất lượng bên Huy. Và bên Huy sẽ cam kết cho anh chị, có bảo hành cho anh chị đàng hoàng, cho nên chị yên tâm nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo ạ.